Đối với Prudential chúng tôi, những gì bạn thầm nghĩ cũng quan trọng như những gì bạn nói ra. Chính vì thế, phẩm chất đầu tiên của hơn 70.000 nhân viên Prudential trên khắp thế giới là biết lắng nghe. Lắng nghe để mỗi ngày qua, chúng tôi lại thấu hiểu thêm một điều mới mẻ về bạn. Prudential luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.